Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay trở lại cây bưởi dại mà hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người cách ghép chuyển đổi nó trở thành cây bưởi đỏ Phúc Kiến. Và phía trước màn hình của các bạn là cây bưởi sau khi đã được ghép. Đây chính là thành quả của mình đây. Các bạn quan sát. Còn đây là cây bưởi dại lúc mà mình chưa ghép nha các bạn. Nó rất là nhiều gai đây. Mình cho các bạn quan sát. Để tí nữa chúng ta so sánh khi ghép xong nó sẽ như thế nào. Ok. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cây bưởi đã ghép rồi nha. Hiện tại thì nó ra rất là nhiều lọc. Rất là nhiều nhánh. Đó. Những nhánh có gai kìa là không phải nó nha các bạn. Nó là nhánh bưởi dại. Bây giờ mình sẽ tiến hành vặt bỏ nó đi. Đó, đây có một con sâu rất là đặc trưng này các bạn nha. Sâu trên cam bưởi. Đó. Mình sẽ vặt bỏ những cái cành không phải cành gốc của nó nha các bạn. Đây, gai rất là nhiều. Mình chưa cả tháo dây ghép nha các bạn. Đấy. Mà mắt ghép nó rất là khỏe. Xuyên qua cả lớp dây ghép luôn. Sau một hồi mình gạt bỏ nó đi thì đây, còn lại hai cái mắt này, hai cái mầm này chính là cây bưởi đỏ Phúc Kiến này các bạn nhé. Đoạn cành ghép kia còn nguyên vẹn cho các bạn chứng kiến cận cảnh luôn. Đó, kỹ thuật của mình rất hiệu quả đúng không ạ? Rất tuyệt vời luôn, ghép rất là khỏe. Mắt phát triển rất mạnh, một mắt thì bây giờ mới để mà ra được một cái đoạn lọc ngắn như thế này. Đặc trưng của bưởi đỏ Phúc Kiến thì các bạn quan sát là nó sẽ có một cái viền đỏ đỏ tím tím ở cái đầu lọc non này này các bạn nhé. Đấy, khi nó ra lọc non này nó có cái viền hơi đỏ đỏ này. Giờ máy quay của mình không được rõ lắm, hơi hạn chế một chút cho nên là nó zoom nó không được nét lắm. Thế là cái đầu này này nó sẽ có một cái viền hơi tím tím đỏ đỏ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tháo dây ghép cho các bạn quan sát nhé. Bạn nhìn này, dây ghép vẫn còn nguyên. Chỗ lớp nó, lớp giấy nó xuyên qua đây này. Tháo ra hết sức cẩn thận không nó gãy mất.
quên không mang theo dao ghép cho nên chặt bằng tay, hơi lâu một chút nha các bạn. Đó. Cái này ấy, thì khi mà các bạn ghép ấy, nếu như mà có băng dính đen nha các bạn thì càng tốt, nó sẽ đỡ tốn nhiều cái giấy ghép trắng này. Vì băng dính đen khi mình dính ấy, mình cố định cái đoạn cành ghép này vào ấy, thì nó sẽ chắc, nó nhanh hơn. Còn khi mình quấn bằng cái giấy ghép chuyên dụng này của nó này, thì với những cây có đường kính to lớn như thế này ấy, thì sử dụng một mình nó thì nó sẽ tốn nhiều để chúng ta cố định nó chắc chắn không các bạn. Đấy, tốn khá nhiều đấy. Khi chúng ta loại bỏ cái lớp giấy ghép này thì chúng ta có đem theo dao thì chúng ta cắt nó nhanh. Mình lại quên không cầm theo. Đây, mình ra thăm vườn, mình quay trở lại mình xem nó sống chưa. Thấy nó ra lộc, nó sống rất là tuyệt vời rồi. Mình quay lại, ghi hình lại, chia sẻ đây cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đó, tác phẩm ghép của mình như này, các bạn thấy chưa? Ghép đây rất đơn giản đúng không ạ? Ta cắt vát vết ra, sau đó chúng ta nêm nó vào đây. Đó. Tuyệt vời chưa các bạn? Này nhá. Tiếp tục mình tháo cái bên nhá. Xuyên qua đây ghép đấy. Rất khỏe đúng không? Đặc thù có cây bưởi chua, bưởi dại nhiều gai, nó gốc ghép thì nó cũng rất là khỏe các bạn, rất là mạnh luôn. Cho nên khi ghép vào những cây gốc ghép như vậy thì cái tỷ lệ thành công rất là cao. Và một trong những cái quan trọng nhất khi ghép cành, ghép quả cũng vậy, là thời điểm ghép nha các bạn. Đó, thời điểm quan trọng nhất. Các bạn ghép không đúng thời điểm, hỏng hết, thất bại hết. Thời điểm ghép nó như thế nào thì mình đã chia sẻ rất là nhiều trong những video lần trước. Mình sẽ để lại cái đường link ở bên dưới phần mô tả của video này, cho các bạn có nhu cầu tìm hiểu thì xem thêm. Xuyên luôn cái vật dụng xuyên thủng lớp giấy chính mình quấn này.
rất là chắc đấy các bạn nhé. Để đảm bảo là chắc chắn thì mình phải quấn rất là nhiều lớp. Tháo để có dao thì nhanh thôi, nhưng mà mình quên mất. Thì mình đã tháo được. Đây là cận cảnh nha, mới ghép cho các bạn quan sát này. Đó, vết cắt này, hai mắt luôn, hai đoạn cảnh. Từ trên cao nhìn xuống này. Cái mắt dại nó mọc xuyên ra rất là nhiều. Khi ghép thì các bạn lưu ý là hãy loại bỏ nó ngay từ ban đầu để nó dồn sức, dồn dinh dưỡng cho cái cây, cái mắt ghép của mình kia nhé, cái đoạn cành ghép của mình kia. Có như vậy thì nó mới nhanh bật lộc. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, như lúc trước thì có rất là nhiều cái mắt xuyên của nó sống đúng không ạ? Những cái mắt phải dại thì nó sẽ có rất là nhiều gai. Còn bình thường thì đây là bưởi đỏ phúc kiến này, đặc điểm này khi lên nó không có gai nha các bạn. Đây, nếu có thì nó cũng chỉ là một cái nhỏ nhỏ nhú nhú ở trong này thôi. Chỗ cái mắt này nó kiến thì các bạn biết rồi, nó rất là trơn này, trơn bóng luôn. Đấy, hơi tím tím, đỏ đỏ tím tím ở cái ngọn lộc ban đầu mới ra như này. Còn này các bạn lưu ý này, mình chia sẻ luôn này, cái đường kính của cái gốc ghép ban đầu nó rất là to đúng không? Đây này, khi mình cắt như này ấy, thì đây là một cái cụ thể, rất là cụ thể cho các bạn quan sát này. Nhìn nó có cái biểu hiện thối này, các bạn thấy chưa? Khi các bạn ghép thì các bạn phải cẩn thận, thì các bạn sẽ bôi cái vôi ở đây này. Đó, cái vôi chúng ta pha nó đặc, đúng không? Vôi kiểu dạng vôi tôi ấy, chúng ta quét vào đây, vôi thêm trầu các thứ đấy, bôi nó vào đây, quét vào đây, kín lại, thì để nó đảm bảo cho cái việc là không bị vi khuẩn xâm lấn vào đây. Đó, các nấm bệnh gây hại. Và đặc biệt hơn, những bạn nào có keo liền sẹo thì các bạn bôi vào đây thì càng tuyệt vời nhé. Keo liền sẹo một cái loại mà nó dùng cho cắt, khi cắt lan ấy, phong lan ấy các bạn nhé, người ta bôi ấy, dùng keo đó bôi đây thì rất tuyệt vời. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Thời điểm này là mùa thu, tháng 8 âm lịch, chuẩn bị sang đông rồi các bạn ạ. Đấy, khi ghép vào những thời điểm như vậy thì mình thấy rằng là nó ra được rất là ít cái lộc như thế này nha các bạn. Đây này, đó. Còn nếu như các bạn ghép vào cái thời điểm cuối đông sang xuân ấy, thì nó sẽ ra rất là nhiều mắt, rất là nhiều mầm. Đây này, ví dụ như mới đoạn cành mình ghép nó bật ra rất là nhiều mầm, và mình sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Đấy, loại mầm nào để mầm nào. Và đây, các bạn thấy chưa, cây bưởi còn rất là nhiều gai góc như thế này, mình đã biến nó thành cây bưởi đỏ phúc kiến gốc đây. Đây, bên dưới gai vẫn còn đầy các bạn này, cắt hết. Đó, khi ghép các bạn thao tác, các bạn loại bỏ hết thì càng tốt, nó đảm bảo an toàn cho mình nhé. Chẳng may tay mà đụng vào sẽ
buốt lắm đấy các bạn ạ. Ok, vừa rồi thì mình đã cho các bạn quan sát lại hình ảnh sự phát triển của cái mắt ghép mà mình đã thực hiện thành công. Rất là tuyệt vời phải không các bạn? Các bạn theo dõi video này mà thấy hay hữu ích thì có thể chia sẻ tới những ai quan tâm nha. Đồng thời có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, theo dõi miễn phí các cái video của mình. Đó, mình sẽ biết ơn các bạn vì điều đó nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.